Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề thi sở kỳ 2, bài thi môn ngữ văn lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì bài thi của chúng ta sẽ gồm có hai phần là phần tiếng Việt và phần văn bản. Một là mã phần tiếng Việt. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. Năm 1948, trường Đại học Oxford tổ chức một buổi diễn thuyết có chủ đề Bí quyết thành công. Người được mời nói chuyện là Thủ tướng Churchill, danh tiếng của nước Anh. Hôm đó, trong hội trường đông nghịt người, phóng viên các tòa báo lớn trên khắp thế giới đều có mặt. Rất lâu sau, ngài Churchill mới giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Ông nói, bí quyết thành công của tôi có 3 điều. Thứ nhất, không bỏ cuộc. Thứ hai, quyết không bỏ cuộc. Thứ ba, không bao giờ bỏ cuộc. Bài diễn thuyết đến đây xin kết thúc. Nói xong, ông rời khỏi bục. Cả hội trường trong im lặng hồi lâu, rồi một tràng pháo tay vang lên, vang mãi không dứt. Trích quyết không bỏ cuộc, hạt giống tâm hồn 13. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện các yêu cầu như sau. A. Xác định phương thức biểu đạt và nội dung chính của đoạn trích nói trên. B. Là chỉ ra một danh từ riêng và một chỉ từ có trong đoạn trích, đặt một câu với chỉ từ vừa tìm được. C. Hãy nêu lên suy nghĩ của em về bài học được rút ra từ đoạn trích trên. Như vậy phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là tự sự. Như vậy các em sẽ trả lời. Phương thức biểu đạt chính đó là tự sự. Rồi, nội dung chính của đoạn trích nói trên. Nội dung chính là kể lại buổi diễn thuyết của Thủ tướng nước Anh. Như vậy phương thức biểu đạt của đoạn trích đó là tự sự và nội dung chính là kể lại buổi diễn thuyết của Thủ tướng nước Anh. Rồi tiếp theo câu B, chỉ ra một danh từ riêng và một chỉ từ có trong đoạn trích. Như vậy các em thấy ở trong câu có một danh từ riêng. Đó là Đại học Oxford. Và ở trong câu có một chỉ từ đó là đó. Như vậy các em sẽ trả lời. Danh từ riêng. Danh từ riêng đó là Đại học Oxford. Rồi, chỉ từ
là từ đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đặt một câu với chỉ từ vừa tìm được. Đặt câu. Ví dụ là cô bạn đó là cô bạn thân nhất của tôi. Rồi tiếp theo câu C là hãy nêu lên suy nghĩ của em về bài học được rút ra từ đoạn trích trên. Thì chúng ta thấy bài học rút ra được từ đoạn trích trên đó là kiên trì để đạt được mục tiêu và không bao giờ bỏ cuộc. Như vậy bài học là kiên trì để đạt được mục tiêu và không bao giờ bỏ cuộc. Rồi tiếp theo là hai la mã phần văn bản 3 điểm. Câu 1, thế nào là truyền thuyết? Kể tên hai truyền thuyết mà em đã học. Như vậy, thế nào là truyền thuyết? Thì truyền thuyết là loại truyện dân gian. Kể về các nhân vật và sự kiện. Có liên quan đến lịch sử. Thời quá khứ. Thường có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo. Rồi, kể tên hai truyền thuyết mà em đã học. Truyền thuyết
mà em đã học. Ví dụ là bánh chưng, bánh dày. Rồi, thánh gióng. Như vậy chúng ta sẽ kể hai tên truyện truyền thuyết, đó là bánh chưng, bánh dày và thánh gióng. Rồi tiếp theo, câu số 2, nêu ý nghĩa của chi tiết thần kỳ, tiếng đàn và niêu cơm trong truyện Thạch Sanh. Ý nghĩa của chi tiết thần kỳ, tiếng đàn và niêu cơm Thạch Sanh, và niêu cơm trong truyện Thạch Sanh, đó là tiếng đàn thể hiện ước mơ công lý. Tiếng đàn thể hiện cái ước mơ công lý. Của nhân dân ta. Tiếng đàn giải oan, vạch trần tội ác. Rồi tiếp theo, niêu cơm thể hiện tấm lòng nhân đạo. Niêu cơm thể hiện tấm lòng nhân đạo. Tư tưởng yêu hòa bình. Như vậy ý nghĩa của chi tiết thần kỳ, tiếng đàn và niêu cơm thần trong truyện Thạch Sanh, đó là tiếng đàn thể hiện ước mơ công lý của nhân dân, tiếng đàn giải oan và trần tội ác. Rồi niêu cơm thần thì niêu cơm thể hiện cái tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu hòa bình. Rồi tiếp theo phần ba la mã. Phần hai la mã, ba la mã là tập làm văn. Kể lại chuyện cổ tích bằng lời của một nhân vật. Thì chúng ta sẽ đóng vai là một nhân vật ở trong chuyện cổ tích để mà chúng ta kể lại. Thì ở đây cô ví dụ kể lại chuyện đó là cậu bé thông minh. Và lời kể chuyện ở đây là lời của nhân vật sứ giả. Ta là sứ giả của nước Đại Việt. Suốt mấy năm nay, ta phụng sự cho nhà vua, một người hết lòng yêu nước, thương dân,
đặc biệt, nhà vua hết sức tin dùng và quý mến người tài. Vì thế, lần này người đã phái ta đi đến các ngôi làng tìm kiếm người tài về giúp ngài cai trị đất nước. Một ngày khi đi qua ngôi làng nọ, ta nhìn thấy có hai cha con đang cùng nhau cày ruộng. Thế là ta nảy lên sự tò mò, thử đặt một câu hỏi. Này lão kia, trâu của lão một ngày cày được mấy đường? Tuy nhiên thật bất ngờ khi người trả lời ta lại là người con chứ không phải người cha. Thế xin hỏi ông câu này đã. Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi được một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi một ngày cày được mấy đường. Nghe cậu bé hỏi ngược lại như thế, ta nhận ra ngay cậu chính là nhân tài mà mình luôn tìm kiếm. Thế là ta vội thúc ngựa về bẩm tấu cho nhà vua. Biết được câu chuyện nhà vua mừng lắm, nhưng để cho chắc chắn hơn, ngài quyết định sẽ thử cậu bé thêm lần nữa. Ngài ban cho làng cậu bé 3 con trâu đực và 3 thúng gạo nếp, yêu cầu 1 năm sau phải nộp lên 9 con trâu. Trước lời đố đó, ta vô cùng thấp thỏm, không biết cậu bé sẽ trả lời thế nào. Một thời gian sau, khi ta đang cùng nhà vua bàn việc trong thư phòng, thì nghe tiếng khóc ầm ĩ ở trước cửa cung. Thấy lạ, nhà vua cho mời vào, ta nhận ra ngay đó chính là cậu bé thông minh đó. Cậu ta khóc lóc đòi nhà vua bảo bố xin em cho mình. Trước lời đề nghị vô lý đó, nhà vua vô cùng khó xử. Đúng lúc ấy, cậu bé hỏi ngược lại nhà vua, sao lại bắt làng cậu chăm cho 3 con trâu đực đẻ ra 9 con trâu con? Nghe thế, nhà vua liền nhận ra mình đã bị bẫy ngược rồi. Nhà vua vừa lòng lắm. Nhưng để cho cả triều đình cùng tin tài của cậu, người cho thử tài lần thứ 3, ngài sai ta đem 1 con chim sẻ nhỏ đến, yêu cầu cậu bé làm thành 3 mâm cỗ. Ngay lập tức cậu bé bảo ta đem về cho vua 1 cây kim, nhắn rằng nhờ ngài mài kim thành 1 con dao thật sắc để mổ thịt chim. Lần này ai cũng khâm phục khẩu phục. Một hôm nọ, sứ giả của nước láng giềng sang chơi, mang theo 1 câu đố vô cùng khó. Biết đây là một ý thăm dò xem nước ta có người tài của không, thì nhà vua vô cùng tức giận. Đúng lúc mọi người đang vò đầu bứt tai để suy nghĩ, thì ta nhớ ngay đến cậu bé thông minh kia. Được sự đồng ý của nhà vua, ta đem câu đố đến chỗ cậu. Nào ngờ trước câu hỏi cả triều đình đều bó tay ấy, cậu vừa nghe đã giải được ngay. Không những thế còn đọc đáp án thành bài đồng giao. Tan tình tan, tính tình tan, bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng. Bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến sang. Nhờ trí thông minh của cậu bé mà triều đình ta giải được câu đố khó, khiến sứ giả phải e dè. Sau sự kiện lần đó, cậu bé được phong làm trạng nguyên trẻ tuổi nhất, còn ta được nhà vua thưởng hậu hĩnh vì đã tìm được người tài cho đất nước. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi đề thi giữa kỳ 2 của môn ngữ văn lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong, các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.